Nghiêm là chữ Nghiêm. Mọi người cố gắng vỗ tay Nghiêm. Nghiêm co chân lại chữ Y tải. Co chân lại, co chân khép chân lại. Đấy. Quay mặt vào nhau. Chưa, không phải được hẳn đó. Quay mặt vào nhau, không phải được hẳn đó. Mặt này không phải được hẳn. Quay mặt vào, chị nào. Tấn. Chữ tấn. Dạng hai chân ạ. Rồi, dạng hai chân mắt nào. Rồi. Ôi giời, đất. Cho cháu bình tĩnh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Làm sao vừa đậm tay lại. Tấn. Giống chị ấy kìa. Rồi, ok. Ừ. Chưa. Tấm nha. Tấm nha. Nhìn chị đấm nhá, nhìn chị đấm mà đấm theo. Ôi, lắp chuẩn bị. Chúng mình tấn lắp tấn. Tấn, tấn đứng thấp xuống chứ. Ha. Tấn trùng chân xuống chứ. Thắng lên, thắng lên, thắng lên. Nó ba sự, nó